Em vừa đi đánh nhau một trận lông trời lỡ đất các chị Chả phải đánh ghen gì đâu mà em tức quá không có chịu nổi Nên phải vượt 100 cây số về quê dạy thằng bạn xấu nết Với quả tình yêu ngoại luồng có nó một bài học Em sống tử tế chưa từng tạo nghiệp với ai vậy Mà nhớ ngay phải thằng người yêu không ra cái gì cũng may á, là em mới yêu nó được có 5 tháng Chứ mà yêu lâu hơn thì chắc em còn cái nịch Vốn dĩ hội bạn thân đã khuyên em nên bỏ nó từ lâu Nhưng em chết vì mê trai nên bỏ ngoài tay hết Giờ nghĩ lại mới thấy em ngu Nhờ 2 triệu bạc mà em tỉnh ngộ sớm không thì hỏng Bạn trai vừa trở thành người yêu cũ tên là Thịnh Em hay gọi là Thịnh Lát Vì mắt hắn trông hơi buồn cười Thịnh hơn em 1 tuổi quen nhau có một lần đi liên hoan hội đồng hương Em với hắn trong rút quê Quảng Ninh khá lâu Nhưng mà chẳng hề tương tác gì đến lúc các anh chị hô hào tổ chức offline thì bọn em ngồi cạnh nhau thịnh xin facebook em làm quen rồi tán đổ em trong vòng một nốt nhạc vâng thì lỗi cũng nhiều phần do em thấy thịnh đẹp trai ăn nói hài hước biết đánh guitar lại còn ăn mặc kiểu lãng tử nên em mới nhận lời yêu một cách mù quáng Em chia tay tình cũ từ một năm trước Ế cũng hơi lâu Nên có người hợp mắt một phát là em đồng ý yêu luôn Để đến tận bây giờ mới thấm thía câu muội vàng nên quàng phải cục gạch Yêu nhau được một tháng thì em nhận ra Thịnh có quá nhiều tật xấu Hút phì phèo suốt ngày đã đành còn mê nhậu Hay ngồi quán trà đá bốc phép Đêm thì thức chơi game xong qua ban ngày thì ngủ Anh làm nhân viên theo cá Một cửa hàng tiện lợi Nên lương cũng không cao lắm Giờ giấc thì lung tung Em khuyên Thịnh tìm việc nghiêm túc đúng với bằng cử nhân công nghệ nhưng anh ta toàn gạt đi nào là kêu anh không thích văn phòng gò bó nào là bảo anh vẫn trẻ anh thích trải nghiệm cuộc sống tự do nhiều hơn rồi cuối tháng lại ngửa tay xin tiền bạn gái Em thì làm văn phòng được 2 năm rồi, lương 15 triệu Hà Nội cũng gọi là ổn. Nhà thì cả hai đứa em đều đi thuê, nhưng em ở chung cư mini, còn Thịnh thì vẫn chung phòng ợp ẹp với mấy thằng bạn từ hồi sinh viên. Mấy lần em sang chơi, thấy phòng em đẹp quá, nên Thịnh đòi chuyển sang sống chung, nhưng mà em không đồng ý. Thế là hắn giận dỗi không nói chuyện với em suốt mấy ngày. Em phải mua bộ quần áo đẹp mang sang dỗ. Hắn lại niềm nở như chưa hề cãi nhau, tiếp đến là chuyện chi tiêu ăn uống thu nhập của thịnh chỉ bằng một phần ba của em nhưng mà lại rất thích ăn hàng quán toàn rủ em đi lẩu nướng nhậu nhẹt nọ kia xong bắt em trả tiền với lý do rất ba chấm bây giờ em giàu hơn anh trả một chút tiền nông này chắc cũng không thành vấn đề đâu ha đợi sau này anh giàu anh kiếm được nhiều tiền rồi anh sẽ nuôi em Chà, hồi đó ai cũng bảo em quen trúng thằng thợ mỏ nhưng em thấy vẫn trong tầm kiểm soát nên toàn tặc lưỡi cho qua yêu nhau nên em cũng chả tính toán lắm mấy lần thịnh đòi mua nước hoa đắt tiền giày dép hàng hiệu vài triệu một đôi em đều gạt đi hết xong vẫn đi chơi vui vẻ với nhau nên thôi nhưng rồi trong thời gian yêu nhau nhiều lần em phát hiện ra thịnh rất hay kể lễ chuyện riêng của chúng em với bạn bè có lần còn kể với gia đình nữa lần nào anh cũng kể xấu về em hầu như chẳng bao giờ nói được câu nào tử tế được tao yêu cũng là may mắn lắm rồi Thế mà con bé đó nó còn không biết điều Xét về gia cảnh nhà tao còn giàu gấp 10 lần Đáng nhẽ phải một câu cũng tao Hai câu cũng tao Mà đây thì sao Bằng vai phải lứa với nhau à Nói chung là tao xác định cũng chỉ yêu chơi chơi thôi Chứ bảo cưới nhau về thì còn mút mũi. Mày biết không Tao thừa biết con nhỏ đó đâu quên được người yêu cũ méo đâu Hai đứa đấy thỉnh thoảng vẫn còn chát chít với nhau nữa cơ Tao mà không trọng lượng lơ đi Phải thằng khác thì đấm nhau là cái chắc Đến mức mà hình tượng em trong mắt của mọi người khi đó là một đứa con gái lăng loàn không hơn không kém. Đã bao lần nín nhịn, nói Thịnh phải sửa khuyết điểm này. Anh cũng đồng ý, nhưng rồi chỉ bỏ ngoài tai. Nhưng đến hôm qua thì em chính thức hết chịu nổi cái nết của Thịnh. Đầu đuôi sự việc như sau. Hôm qua là sinh nhật em gái ruột của em. Nó năm nay 17 tuổi. Em đặt mua chiếc váy xịn giá hai cũ để gửi về làm quà. Thịnh nói nhà có việc phải về quê nên tiện thể. Em gửi hộp váy về luôn, nhờ anh mang sang tặng cho kịp ngày ấy thế mà đến tối em gọi điện về nhà thì ai cũng ngơ ngác bảo chẳng thấy thịnh sang cũng không có món quà nào gửi về cả em lập tức gọi cho thịnh nhưng thuê bao gọi suốt 2 tiếng không được nên em bực phát khóc đang cơn khó chịu thì bỗng dưng em thấy có con bé ngày xưa hay chèo kéo thịnh thay ảnh avatar facebook ui thật bất ngờ cái váy trắng kem nó mặc giống y hệt quà em mua Em vội nhắn tin cho con bé đấy để hỏi Thì nó nói với anh Thịnh tặng Còn bảo em liệu mà biết đường rút lui đi Vì kiểu gì Thịnh cũng thuộc về nó rồi Ủa kỳ diệu chưa Thịnh đến bữa lẩu 200 ngàn còn không dám bỏ tiền Nghĩ sao mà anh ta nung hai củ mua váy vậy em gái Đến chị còn chưa được tặng món nào ra hồn đây này không nghĩ ngợi gì thêm, em đặt xe về quê ngay sáng sớm hôm nay. Buổi trưa tới nơi là em chạy thẳng đến nhà Thịnh. Hóa ra anh ta đi nhậu say nên ngất từ đêm qua. Em chào bố mẹ hắn xong là vào phòng túm cổ gọi dậy. Tra hỏi hắn thì hắn cấu gắt kêu em nghĩ nhiều. Đằng nào thì kia cũng là em kết nghĩa với nhà hắn. Thì sau này cũng sẽ là người một nhà với em. Chiếc váy kia có thể mua cái khác. Ủa alo, em đòi lại chiếc váy thì thịnh nhất quyết không trả. Nó bảo em đưa bằng chứng chứng minh đó là đồ em mua. Em chỉ ảnh chụp hóa đơn ra, cộng thêm tin nhắn chat với shop. Nó quay sang dở bài cùng nói em kêu kiệt. Em đề nghị bố mẹ thịnh giải quyết giúp, thì cô chú ấy nói có mỗi cái váy thì cho luôn cũng được Có phải vàng bạc gì đâu mà phải đòi Ôi em sốc toàn tập luôn mọi người Nhà dột từ nóc thế thì nói chuyện gì nữa Em tức quá lao vào giành lại món quà Tấm tóc thằng bạn trai mất nết đánh cho trận Lên bờ xuống ruộng Còn con bé kia thì cũng cho nó biết thế nào là ăn đồ chùa của thiên hạ Thì phải trả giá Sau 10 phút xả giận em bỏ về Tuyên bố chia tay Rồi bố thí cái váy cho thằng người yêu cũ mặc luôn thật sự không thể hiểu nổi sao mà năm xưa em có thể yêu như thằng này được trời, đáng sợ thật. Chuyến này chắc em quay xe không kịp với mẹ chồng tương lai rồi mọi người ơi. Mọi người nghe coi còn cách nào cứu vãn em không? Chuyện là em tên Nhi. 24 làm bên tư vấn thẩm mỹ và có một anh người yêu tên Huy, ảnh hơn em 3 tuổi và đang quản lý công ty bất động sản của gia đình. Tụi em quen nhau cũng qua bạn bè mai mối thôi, hợp trơ nhau quá nên tiến tới, yêu nhau cũng được nửa năm rồi. Người yêu em thì tốt lắm mọi người ạ. À. Ngoại hình có, gia thế có, đúng kiểu bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, cũng hiền lành tử tế, đặc biệt là chưa bao giờ tiếc tiền mua quà cáp cho em. Nói chung là ổng mua toàn đồ hiệu Cuối tuần chở em đi chơi đều đều Túm lại ổng rất là simple nên em mê lắm Ban đầu thấy ổng tên Huy cũng hơi trén Vì dòng họ nhà Huy toàn trap boy mà Yêu đương xong vào thấy ổng tốt phải ra Mới tháng trước Ông ngỏ ý mời em về ra mắt gia đình Lần đầu ra mắt nên em hồi hộp lắm Vì nhà ổng thuộc dạng có địa vị xã hội Giống kiểu hào môn nên chắc ba mẹ cũng khó lắm Nhưng may là em hỏi han kỹ càng nên cũng dễ lấy lòng hai bác Mẹ anh còn rất mến em cơ Kiểu nhẹ nhàng thăm hỏi mọi người nói chuyện lại rất chuẩn mực dứt khoát nên em vừa kính vừa sợ thỉnh thoảng bác nghiêm giọng với anh huy làm em cũng trén phết bác thế này bảo sao anh huy lại vừa giỏi giang vừa ngoan ngoãn cứ tưởng thế là êm rồi cho đến tuần trước anh huy có nhắn tin bảo em là cuối tuần qua nhà chở mẹ đi shopping hộ anh vì anh phải đi công tác sẵn tiện vung đắp tình cảm mẹ chồng nàng dâu luôn em nghe hợp lý quá nên nhận lời cuối tuần quần áo tóc tai gọn gàng qua chở bác gái đi mua sắm cả buổi còn cười nói vui lắm cơ bác gái còn mua tặng em vài bộ váy đắt tiền bảo em cứ nhận không phải ngại thấy bác nghiêm túc quá em cũng không dám từ chối nhiều vì sợ bất lịch sự mua sắm chán chê thì bác gái rủ em đi ăn thì em cũng vân dạ nghe theo thôi ai ngờ vừa ăn bác vừa tâm sự bảo sẵn đây vắng mặt thằng huy thì bác nói luôn nha cháu đừng có buồn bác thấy cháu không hợp với nó học thức không công việc ổn định cũng không cháu chả giúp gì được cho sự nghiệp của thằng huy cả nó cần một cô vợ môn đang hộ đối, học thức cao, biết giúp nó quán xuyến công ty, bác tặng quà cho cháu không phải không có mục đích, nếu cháu đồng ý chia tay nó, bác cho cháu thêm 3 tỷ, cháu buông tha thằng Huy nhà bác, còn không đừng có trách bác nặng tay. Ban đầu em hơi sốc mọi người ạ, à. không nghĩ bác gái lại chả thích mình như vẻ bề ngoài hay thể hiện, còn khinh mình học vấn kém cơ. Về nhà em vừa buồn vừa tức vì bị coi thường như vậy, bác gái còn cho em 3 ngày suy nghĩ kỹ và bảo em nên biết điều vì cố chấp sau này sống cảnh mẹ chồng nàng dâu cũng chả êm ấm gì đâu đấy bác đã nói thế thì em có cái vẹo gì để níu kéo nữa đây thú thật 3 tỷ với em cũng to đấy dạy gì mà không lấy nhưng giả mang thật hôm sau em hẹn bác ra nói chuyện em dứt khoát bảo bác chuyển khoản cho cháu cháu lập tức bốc hơi khỏi cuộc đời huy à. em vừa dứt câu thì bác lại cười hỏi cháu chắc chắn không không có cơ hội lần hai đâu ô thì em cũng gật đầu chắc nịch giờ bác trả cháu một phần ba số đấy thì cháu cũng ghét ao khỏi cuộc đời anh huy bác gái chỉ cười rồi bảo để tối bác về chuyển khoản tối đó ông huy lật đật chạy sang em cứ tưởng là ông qua văng vào mặt em cọc tiền rồi mắng mỏ em tham lam này nọ nhưng không ông vừa vào nhà đã hỏi em em vừa bị mẹ anh trôn hả khiếp tận 3 tỷ cơ đấy em có biết hôm qua là ngày gì không lúc này em ngơ ra luôn tròn gì hôm qua là ngày gì là sao Thấy em nghệt mặt ra thì ông Huy mới bảo hôm qua là ngày cá tháng tư để bà trẻ. Mẹ anh định trôn thử lòng em thôi. Ai ngờ thế éo nào em bảo một phần ba số tiền cũng nhận. Khiếp, giờ mẹ anh đề phòng em rồi đó, bảo em ham tiền lắm, còn bắt anh cân nhắc chuyện chia tay với em. má lúc này em mới nhộ ra, nhưng ai mà lường được mẹ anh sẽ đùa như vậy đâu hôm qua bác cũng dọa em cảnh mẹ chồng nàng dâu làm em rén gần chết thừa nhận là lúc đó em cũng ham tiền nhưng sâu trong lương tâm em không phải như thế chỉ là một phút bốc đồng thôi giờ bác gái chuyển sang nhìn em bằng con mắt khác nghe anh huy nói là muốn cấm cản tụi em yêu nhau rồi em quay xe không kịp mọi người ạ à. làm ơn cho em xin tiếp cứu vớt cuộc tình này với mùa xuân này em sắp lấy chồng em năm nay sắp lấy chồng Thế là qua hai 26 cái Tết bên cha mẹ thì năm nay em cũng được xuất chuồng rồi mọi người. Cái cảm giác mình sắp đi lấy chồng nó lạ lắm nha. Nhiều cảm xúc đang xen có vui, có cả buồn, nhưng buồn thì ít mà vui thì nhiều. Em xin năm 2000, mẹ nói năm nay em tam tai đại hạn gì đó không tốt nên không muốn em cưới. Phần khác mẹ em ngại chuyện gia cảnh anh, nhưng mà vì bọn em yêu nhau quá chẳng muốn chờ thêm nữa nên cố thuyết phục năn nỉ bố mẹ suốt nửa năm nay tới giờ bố mẹ mới đồng ý. Chồng sắp cưới của em tên Lữ, người dân tộc, quê ở trên điện biên, anh hơn em 3 tuổi, chất phát thật thà và nhiệt tình lắm. Bọn em quen nhau do cùng chung xưởng may, cả hai đều là công nhân làm trong khu công nghiệp. Anh là tổ trưởng của em quen nhau hơn một năm thì quyết định đi tới hôn nhân nhan sắc của anh thì cũng bình thường thôi nhưng mà em quý anh ở tấm lòng mọi người ạ à. anh nói bố mẹ anh ngoài tám mươi rồi gia đình cũng hoàn cảnh và bố mẹ anh là người cổ hủ nên cứ bắt anh lấy vợ trên bảng ông bà không ủng hộ đám cưới của bọn em anh nói yêu nhau là chuyện của hai đứa cứ tổ chức đám cưới và đăng ký trước chuyện đâu vào đó rồi về thuyết phục bố mẹ anh sau bố mẹ thương con kiểu gì cũng chấp nhận thôi Tuy hoàn cảnh bên anh khó khăn, nhưng anh sinh sau cưới ở trễ nhà em nên bố mẹ em cũng yên tâm phần nào. Em là con út trong gia đình nên bố mẹ chiều lắm, không muốn để con bị thiệt nên công cuộc chuẩn bị cho đám cưới rất kỹ càng. Vì bên nhà trai neo người nên đám cưới của bọn em được tổ chức gợp làm một. Tối hôm ngồi viết thiệp, nghe bài tân cổ của cố ca sĩ Phi Nhung, con gái của mẹ. Có cái đoạn ngày mai con đi lấy chồng mà em không cầm được nước mắt, cứ thế là ngồi khóc tu tu, mẹ em mắng em ngày vui không được khóc kiểu xui. Nhưng mà em chót khóc rồi bảo sau ngày cưới của em nó xui thiệt. Đám cưới là ngày trọng đại nhất đời, nên em mời không thiếu một ai trong đó có con Nhung 502. Mọi người thắc mắc về cái tên 502 thì em xin giải thích luôn là do nó kêu quá nên bạn bè ở lớp gọi tên nó như vậy. Thực ra thì em cũng không có muốn mời nó đâu, nhưng vì nó có trong nhóm lớp nên em mời rơi vậy thôi chứ tính ra ngày xưa đi học. Nó vừa quê vừa xấu, em là đứa cầm đầu bọn con gái tẩy chay nó đó. Nhung năm lẻ hai đến từ hôm dạm ngõ, nó nói cổ chính sợ không tham gia được do vướng lịch bay, nên tới sớm với em, mọi người biết gì không, nó tặng em một chỉ vàng. Em tưởng em nhìn nhầm phải dụi mắt mấy lần, ôi quý hóa giả mang, kể ra con bé đó tốt thiệt ấy, ngày xưa đi học em bắt nạt nó lên bờ xuống ruộng, thế mà giờ cưới em, nó lại đi to như vậy, sau nó cưới chắc chắn em không để nó phải thiệt. Ngày dạm ngõ diễn ra suôn sẻ, tưởng đâu đầu xuôi đuôi lọt, ai ngờ, chiều hôm dựng rạp họ hàng nhà anh ở bản kéo về như quân nguyên. Ngỡ là họ về ăn cưới, nhưng không, họ tới bắt chồng em. Em và Lữ ôm chặt nhau khóc thét, nghĩ chắc chắn tại bố mẹ anh rồi. Họ không đồng ý nên xuống ép anh về. Nhưng ai mà ngờ đâu, giữa một đoàn người bắn tiếng kinh lơ lớ như tiếng tàu, em lại nghe ra một chút cụ thể là Lữ đã có vợ và ba con ở trên bản rồi, mày bị lừa rồi đó tao là vợ Lữ, tao tới đưa chồng tao về. Lữ đi làm dưới xuôi rồi biệt tâm biệt tích bỏ vợ bỏ con. Giờ cả nhà mới tìm được ra nó. Nhà em như hóa đá, bị ăn cú lừa to bự bấy lâu nay mà không biết gì. Hóa ra tính lừa cưới em rồi tầm gửi ở đây luôn. Em vừa cay vừa tức gào khóc hết nước mắt. Tiện cái chuỗi quét sân trong tay, em mắm môi mắm lợi lao vào vụt cho lửa một trận tơi phát pháo. Vậy là vỡ tan giấc mơ về một đám cưới cổ tích. May cho nhà em vẫn chưa làm cổ bàn gì, không mới thì vừa ăn cú lừa vừa lỗ chổng vó. Suy đi tính lại trong cái rủi là có cái mai Vẫn còn chỉ vàng mừng cưới của con Nhung năm lẻ hai Em tính mang bán quách đi cho đỡ thấy kỷ niệm buồn Phấn khởi đi ra đến tiệm vàng Thì bà chủ bán vàng tạc cho nguyên gáo nước lạnh vào mặt vàng giả cháu ơi Rồi xong Đen tới số luôn Vậy mà hôm đó mừng em còn rơm rớm Nắm tay nắm chân nó cảm ơn rối rít Chắc khi đấy nó đang cười thầm trong bụng cho coi Càng nghĩ càng cấu không ngủ nổi Đến vậy mới nói chuyện tâm linh không có đùa được đâu Mới 4 tháng đầu năm mà đã ăn ngay hai cú lừa Em xin chừa tới già Giờ con tim tan nát quá Mất hết niềm tin vào tình yêu rồi Chẳng thiết tha yêu đương gì nữa Em đang tính đầu tháng sau đi chữa lành Nên tiện lên đây có ai có địa điểm nào chữa lành uy tín Sang tay cho em với Chỗ nào mà có nhiều mét 8, 6 muối, 8 muối gì đó càng tốt ạ à ôi bài học cho thế hệ đã bước vào tuổi tứ tuần như mình chắc là đừng bao giờ quá dựa dẫm vào con cái thú thật là hạnh phúc thì ít mà đắng lòng thì nhiều như trường hợp của chị ruột mình nhìn cách chúng nó đối đãi với đấng sinh thành mà mình chỉ biết ngậm ngùi Đúng là có con cũng như không vậy Năm xưa chồng chị gái mình mất sớm Để lại cho chị hai đứa con Một trai một gái nheo nhóc Đến khi nghỉ hưu rồi Chị mình lại đi dựng vợ gã chồng cho các con Gia tài của chị khi ấy chỉ có đúng căn nhà Mà chị và chồng đã lao lực làm lụng Tích cớp mãi mới xây nên được căn nhà ấy Vốn là không định bán Vì dù sao nó cũng chứa đựng rất nhiều kỷ niệm Nhưng đến khi sắp cưới vợ Thì con trai chị lại năn nỉ Giờ mà Giờ nhà vợ con đã bỏ ra như thế Nếu nhà mình không lo liệu được chút tiền mua nhà Thì cũng kỳ lắm mẹ Con cũng sẽ không có tiếng nói ở nhà bố mẹ vợ Rồi lỡ có chuyện gì thì Nghe con trai nói vậy Chưa kể con gái cũng sắp đi lấy chồng cần của hồi môn Nên chị mình tặc lưỡi bán cả nhà đấy đi Tổng nhận được là 1 tỷ 6 Chị chia cho hai con mỗi đứa 600 Còn chị chỉ giữ lại 400 để dưỡng già Nhà giao cho chủ xong mới xong xuôi thì chị mình cũng khăn gói lên nhà con trai ở, cũng là tiện trong cháu, Tưởng như thế là đã hoàn thành nghĩa vụ rồi Mà không ngờ đợt đó giá nhà leo thang Thế là thằng cháu mình lại thủ thủy xin mẹ thêm 300 triệu nữa Để mua đứt cái nhà đấy Mẹ mà làm sao có thể khước từ trước lời thỉnh cầu của con cái Và chị mình cũng không ngoại lệ Ban đầu còn trầm ngâm Xong ngày nào nó cũng xin xỏ Cộng thêm việc thấy con trai uống rượu ủ rủ Vì chưa đủ tiền mua nhà Nên chị mình lại giấu giấu giếm giếm cho con trai thêm Thấm thoát việc trong hai đứa trẻ đã bào mò sức khỏe của chị mình 5 năm trời. Đến khi chị mình dần yếu đi vì bệnh tim, cao huyết áp, thì một lần tỉnh dậy lúc nửa đêm, chị lại vô tình nghe thấy con dâu nói với chồng. Anh xem thế nào, nói cô chú đón mẹ về ở đi. Nhà mình lúc mới sinh con thì để mẹ lên trong cháu là đúng rồi. Nhưng giờ hai đứa đi học cũng không cần bà nữa. Nhà mình làm gì có nhiều đâu, phải tiết kiệm được chút nào hay chút nấy chứ. Con trai chị thì vẫn cố nói đỡ cho mẹ, rồi còn nhắc đến cả chuyện chị mình có hơn 6 triệu lương hưu, hàng tháng chỉ sử dụng vào số tiền đó, chứ cũng chẳng dính líu gì đến tiền nông của con cái cả. Nhưng con dâu chị nghe thấy thế vẫn biểu môi bảo rằng 6 triệu của mẹ anh chắc to mà cái bánh xe bò đấy mà anh cũng kể ra. Vật giá thì ngày càng leo thang, anh nghĩ như thế là đủ mãi chắc. Không nói nhiều, với cả em cũng muốn đón mẹ em lên nữa, chị mình sửng sốt không thôi Mẹ chồng thì con dâu muốn đuổi đi Nhưng mẹ đẻ thì dứt khoát muốn đón về Rồi con trai chị chắc là cũng thấy lời nói của vợ cứng quá phản quá Em hay thật đấy Lúc nhỏ cần bà lên thì em dứt khoát không cho mẹ mình lên Nói là mẹ em bị đau xương khớp Mẹ em bị thế nọ thế chai Giờ con mình cũng lớn rồi đấy Em đón bà lên ở làm gì Thì con dâu chị lại nổi trận lôi đình gắt cổng quát chồng Giờ này là thời nào rồi mà còn cháu bà nội tuổi bà ngoại Cháu đích tôn thì đương nhiên mẹ anh phải có trách nhiệm lo còn em cũng phải lo cho mẹ em Anh nói thế mà nghe được à Cuộc cãi cọ ngày hôm đó chị mình nghe không sót một câu nào Thật sự là chị mình buồn lắm Hôm nào cũng gọi điện tỷ tê với mình Nhưng buồn thì buồn Giờ chị mình có thể về đâu được khi nhà đã bán Hai phần ba số tiền cũng đã đưa con trai mua nhà Cỡ mấy hôm sau thì mình hay tin con trẻ đến đón chị Nhưng khổ nổi cũng chẳng phải mục đích tốt đẹp gì Con gái chị ấy nghe đâu có bầu đứa thứ tư Chăm không xuể nên đành phải để chị lên chăm ba đứa còn lại đứa lớn nhất thì mới lên lớp 6, hai đứa còn lại sinh đôi học lớp 2. Đúng là bao nhiêu việc phải lo. Chăm được một thời gian thì chị mình rối loạn tiền đình phải vào nằm viện. Vợ chồng con trai đến thăm được đúng lần, kèm một túi hoa quả rồi nói bệnh này ai cũng bị, nên không đáng lo, xong rồi về. Con gái chị cũng chẳng tốt hơn là bao. Thuê người giúp việc đến chăm chị mình rồi bản thân còn chẳng vào lấy một lần. Đến lúc xuất viện cần người chăm sóc, chính con rể chị lạnh nhạt bảo với vợ. Em gọi anh của mình lên đón bà về bên ấy đi Chứ nhà mình không nuôi bà ngoại được đâu Bà nội chưa nuôi thì nói gì ngoại Đến khi con gái chị điện cho anh trai Thì con dâu lại nói Em à, nhà chị không có nghĩa vụ với nuôi mẹ chồng Nếu bà đã chọn ra ở riêng Thì đừng có làm phiền vợ chồng nhà chị nữa Đau xót quá Chị mình bỗng dưng nghĩ quẩn Cuối cùng phải vào viện cấp cứu lần hai đến lúc tỉnh lại con gái chị chưa gì đã mắng té tát vào mặt mẹ ơi mẹ có biết nghĩ không vậy mẹ định để cho vợ chồng tụi con mang tiếng cả đời là đồ bất hiếu hay gì hả mẹ con trai chị thì cúi đầu sợ vợ cực chẳng đã chị mình đành đặt vấn đề số tiền năm xưa cho vợ chồng con trai vay để vào viện dưỡng lão thì con dâu chị trả lời ráo hảnh ô hay mẹ buồn cười thật tiền nào ai vay có giấy tờ không mà mẹ lại đổ cho tụi con thôi mẹ cứ cố sắm thêm một thời gian đi bao giờ con bọn con lớn thì tức khắc cháu sẽ trả cho bà coi như là báo hiếu. Hôm đó mình nhìn cái cảnh chúng nó tranh cãi mà tức đến mức không chịu nổi, phải chỉ thẳng vào mặt từng đứa mắng cho hả giận. Cái lũ vô ơn chúng mày, tao không cần đứa nào phải chăm mẹ nữa. Chị hai, thôi chị về với em đi, không cần chúng nó. Lỗi của chị là chiều chúng mà không dạy chúng nên người. Chị mình về nhà, con gái, cầm theo năm bộ quần áo lên xe theo mình vào Nam mà khóc ròng rã. Tuy là gần 3 năm qua chị sống với nhà mình, có em trai, em dâu thương, các cháu, các chắc cũng rất quý chị. Nhưng mình vẫn đọc được trong ánh mắt chị là nỗi buồn sâu thẳm Dù nhớ đất Bắc Nhưng chị mình sợ về thì con cái lại mang tiếng bất hiếu Nên chưa một lần quay về Đến tận bây giờ ai hỏi tới thì chị vẫn bảo vệ con mình Khen con mình ngoan ngoãn hiếu thảo Thật sự mỗi lần về nhà Nhìn chị mình mái tóc đã bạc trắng Tay trung trung cầm đũa Nhưng chưa lần nào hai đứa con chị vào thăm mẹ Mà nước mắt mình cứ chảy mãi Cả đời chị đã hy sinh vì con vì cái Thế mà bạc phước đến mức người ta phải chạnh lòng Các bà vào đây cho em xin ý kiến đi Hiện em đang bối rối lắm Em năm nay 22 tuổi chưa có bồ Đang muốn tìm kiếm một chân ái đời mình Không phải tự luyến hay khoe gì chứ Em cũng thuộc dạng ngon nghẻ xinh gái em cũng rất chăm tập thể dục tập gym giảm cân này nọ nên cơ thể em phải gọi là thèm nhỏ giải kể cả trai hay gái em cũng tự tin mà khoe những hình ảnh đẹp của bản thân lên mạng xã hội hôm đó em có đăng ảnh mặc váy lộ vai nhìn cô đơn đượm buồn kèm cáp thả thính chờ ai đó đến trước em cũng chả có phải là gu quá cao to đẹp trai đâu nhưng mà nếu mà có thì càng tốt chắc là ông trời nghe được lời cầu nguyện nên mới gửi gắm cho em một thanh niên rất chi là đặc biệt Hôm đấy đang lướt phở bò Thì em nhận được tin nhắn của một ông cứu nội nào đấy soi Ava thì thấy ổng cũng bảnh tỏn lắm Xem trang thì thấy ít đăng mạng xã hội Chắc là kiểu người lâu khi Ôi em mê mấy cái anh kiểu sống ẩn lắm Kiểu có gì đó tìm hiểu cuốn hút ấy Cách nói chuyện của ổng hơi xưa xưa Nhưng mà em nghĩ là chắc anh không thường xuyên tán gái nên mới vậy đó mang tâm trạng hoan hỉ khi nhắn tin với trai đẹp nên cuộc nói chuyện cũng thoải mái ok mới nói chuyện đu đưa thôi mỏng hay tặng quà em lắm nha kiểu rất chân thành theo đuổi em lại vì cả hai chưa gặp mặt lần nào nhận quà cũng kỳ nhưng ổng bảo em không được từ chối vì đó là tấm lòng của ổng món quà đấy cũng không phải là món quà giá trị nên em nhận đi đừng có ngại nghe lời của ổng thì em cũng hoan hỉ nhận những món quà ổng tặng thôi không những thường xuyên tặng hoa mà đồ ăn ngon gì cũng ship qua cho em thưởng thức đúng là vừa tinh tế lại vừa kinh tế đợt em đau dạ dày ông cũng nhờ ship thuốc mang đến tận trọ cứ thế một tháng em cũng lung lay với ổng. ông bảo là thời gian này đang đi công tác xa nên chưa kịp gặp em được dù yêu xa nhưng ông luôn bù đắp cho em nhiều thứ để em không thấy phiền lòng cứ khi nào mà em than vẫn buồn chán khi môn này khó môn kia khó thì ông tin tin lần đó bảo là chưa có động lực học hành em cảm thấy được chiều chuộng như nàng công chúa yêu xa đã được cưng như này thì yêu gần chắc phải được chiều dữ lắm nhiều lần em muốn con video gặp mặt nhưng mà ổng toàn chối vì bảo là đi họp này kia kiểu ổng rất bận rộn ấy em cũng cấn lắm nhưng bù lại ổng toàn gửi cho em những bức ảnh đẹp trai ngời ngời của ổng tự nhiên em thấy ổng cũng dịu cũng bớt cấn lúc đêm em cũng ngáo ngơ thấy ảnh ông gửi toàn màu phim của đời bố ấy mà em còn tưởng đó là phong cách kiểu cổ điển, em còn mạnh dạn khen ảnh đẹp lại có gu, ông cũng bảo cuối tuần ông đi công tác về rồi cả hai sẽ gặp mặt nhau nói chuyện, nghe xong em hồi hộp lắm vì cuối cùng ngày này cũng tới, tính ra cả hai chính thức nói lời yêu cũng 2 3 tháng rồi, nhưng đây là lần đầu gặp mặt. Anh bảo đã đặt nhà hàng ở địa chỉ kia rồi, muốn qua chở em, nhưng em muốn tạo bí mật xuất hiện xinh đẹp ở nhà hàng, nên bảo anh đến trước. Em thuê hẳn thợ make up, mua hẳn cái váy đẹp để buổi hẹn này diễn ra một cách hoàn hảo. Nhưng mà lúc em đến nơi thì ối rồi ôi, em giật mình thon thót vì đối phương đang ngồi trong nhà hàng kia duy nhất có một người đàn ông tầm 50 tuổi. Ông còn hướng mắt nhìn em rồi cười gọi em qua. Má ơi, trong đầu em xuất hiện bao nhiêu chuyện và cái duy nhất em hiện trong đầu là có phải em bị lừa rồi không? Nhìn ổng với em khác méo gì ba con đang ngồi ăn bữa cơm gia đình đâu trời Thì ra là ổng nay 50 Mà ổng để ảnh trai tráng tầm 30 tuổi Thế thì bố ai mà làm lại Em cũng bực, không cần hỏi hang yêu đương gì đâu Em vào thẳng vấn đề là sao ổng lừa em Thì ổng cũng nói thật là mê em lắm Đã âm thầm nhìn em hơn một năm trên mạng xã hội Vì ổng sợ cách biệt tuổi tác Nhưng vì thích em quá Nên ổng mạnh dạn ngỏ lời Lấy ảnh thời trước để em không từ chối tính ra ổng bằng tuổi bố em luôn á ổng còn nói tiếp là có hai đứa con cũng xem xem tuổi mình giờ yêu em quá không muốn yêu đương qua đường mà xác định cưới em luôn lúc đầu nhìn khá sốc nhưng mà ổng là doanh nhân giàu có lại chung tình như này còn hay tặng quà luôn nhớ ngày lễ đủ hết tự nhiên thấy cũng ham chẳng lẽ giờ ngậm bồ hòn làm mẹ hai đứa làm vợ người đàn ông bằng tuổi à bằng tuổi bố bắt thang lên hỏi ông trời đưa chồng cho gái có đòi được không? Chuyện phải kể từ hồi đại học, em có chơi thân với cái hoa. Con bé khù khờ quê mùa mà sát trai phết. Em ti anh nhân đội trưởng đội bóng rổ của trường từ lâu mà chưa tiếp cận được. Thì đã nghe phong phanh ông ấy với nó đang mập mờ rồi. Không thể để mất miếng mồi ngon. Nên em bắt đầu thảo mai, sấn sổ đến làm gia sư tình cảm cho hoa. Thực ra chẳng phải gia sư đâu mà là suối bậy thì đúng hơn. Mong cặp đôi sớm ngày tan vỡ. Vậy mà con bé tin em sái cổ nha Thậm chí mỗi lúc nó và nhân hẹn hò Còn cho phép em đi theo cùng Để có gì nếu lỡ mồm còn giật dây cho nó Đi cùng hai người đó nhiều Em nắm được tâm lý và sở thích của nhân nên dần dần em và Nhân bắt đầu có nhiều chủ đề để nói. Bọn em cười đùa rơm trả, còn Mai cứ câm như hến ngồi cạnh. Ai không biết nhìn vào lại tưởng Mai là cái bóng đèn chen chân giữa bọn em. Sau nửa năm không thành đôi, Mai và Nhân quyết định làm bạn. Còn em vẫn âm thầm nhắn tin giữ liên lạc với Nhân dần dần hai đứa em nảy sinh tình cảm quen nhau hai năm bọn em chính thức đi đến hôn nhân hôm đưa thiệp mời cho mai em còn tủm tỉm, tỉm trêu ê đừng có nói với tao là hai năm rồi mày vẫn còn thích hơn nha không có chơi cái trò chị chị em em chồng em chị hớp nha mày thì mai cười nói em đừng có đùa họ chỉ là bạn thôi nghe mai nói thế em cũng yên tâm hơn sau đám cưới cuộc sống của em khá êm đềm cơm chồng lo tiền chồng đưa em chỉ việc ngoan ngoãn ở nhà thôi Chồng em điềm đạm và ít nói Lúc nào cũng cấm cuối lo cho công việc sớm chiều Em lại ưa sôi động tụ tập Nên cuộc sống hiện tại với em khá nhàm chán Ngoài giờ làm nhân lúc nào cũng chỉ cây cối nhà cửa rồi nấu ăn Em mắng sao anh không chịu đi giao lưu với bạn bè Thì lại chống chế là thích ở nhà với em Không cây cối thì lại học hành Bày đặt đi học lên thạc sĩ Kính đeo đã dày cộp như cái đít chai rồi Sấm cấm cuối nghiên cứu Ngày xưa hào hoa phong độ bao nhiêu Giờ ngược lại hoàn toàn râu ria rồi sơ mi đóng thùng trong chồng còn già hơn cả bố em bảo sao không bao giờ em dám dẫn ra ngoài giao lưu với bạn bè trong thế này chúng nó cười vào mặt em dạo này không hiểu nghe ai suối bậy cứ về nhà này nỉ em sinh con em nói thẳng luôn em còn trẻ chưa có muốn vướng bận với cả khi nào sinh con em sẽ tự quyết anh đừng có hối thúc rồi vợ chồng mất vui sau vài năm tẻ nhạt ở nhà đúng nghĩa chồng nuôi em quyết định đi làm trở lại tìm thú vui cho riêng mình ở đây em gặp trung sếp của em một người đẹp trai, nhiều tiền và đặc biệt là biết chơi. Trung rất chiều chuộng và hiểu em. Ngoài giờ làm, chúng em còn đi đánh góp với nhau. Dần dần chẳng buồn giấu giếm, chúng em bắt đầu hẹn hò. Trung đúng là cao thủ tình trường. Mọi thứ đều điêu luyện khiến em chết mê. Nghĩ lại lão chồng mọt sách ở nhà mà cám cảnh. Em liền tìm tới Hoa để trút nỗi lòng. Em đề xuất với Hoa muốn tìm người thay mình yêu Trung, rồi dàn cảnh bắt ghen để có thể đường hoàng bỏ chồng mà không tai tiếng chẳng thể ngờ hoa lại nhận thấy em vụ này nói em cứ yên tâm vui vẻ vinh trung còn vụ nhân hoa sẽ giúp em giải quyết gọn ghẻ em xúc động vô cùng không ngờ hoa lại có thể xả thân vì bạn như vậy em thầm hứa nếu em và trung thành đôi sẽ nhớ ơn hoa suốt đời suốt thời gian sau đó em thường cố tình mời hoa sang nhà chơi rồi giả bận việc để cho hai người họ ở nhà với nhau về phía nhân em bắt đầu lạnh nhạt với anh tra mặt thường cố tình ở lại công ty tăng ca để đỡ vay về nhà với anh. Em với Trung thường cùng đi công tác, bay từ Nam ra Bắc, mỗi nơi đều để lại dấu ấn những đêm yêu cháy bổng. Nhưng cái gì sớm nở cũng sớm tàn, đã hứa với nhau chờ em bỏ chồng rồi sẽ làm đám cưới. Vậy mà bố mẹ Trung lại bắt anh cưới một người mà anh không yêu làm vợ. Đám cưới vừa tổ chức hồi đầu tháng 4, ngày hôm đó em khóc hết nước mắt, nhìn người đàn ông mình yêu tay trong tay với người khác. Từ sau khi có vợ, Trung lạnh nhạt với em hơn. Em trách anh có mới nới cũ, bọn em xảy ra xung đột rồi dẫn đến chia tay. Không muốn mỗi ngày đi làm đều phải nhìn mặt tình cũ, nên em quyết định nghỉ việc, ở nhà chồng nuôi vẫn là sướng nhất. Dọn đồ đạc từ công ty về nhà, em bàn hoàng nhận được tờ ly hôn trên bàn và một tờ ghi chú nhỏ. Trung nói đã nghe Hoa kể hết mọi âm mưu bỏ chồng, cũng như chuyện ngoại tình xấu hổ mà em đã làm trong thời gian qua. Giờ Trung và Hoa đang rất thấm thiết, Cảm ơn em đã đẩy thuyền cho hai bọn họ. Hoa đang mang bầu ba tháng rồi, nên nhân sẽ dọn qua đó, ở và nói chuyện với bố mẹ hai bên sau. Em đọc xong mà em tức muốn nổ đầu. Đúng là nuôi ông tay áo, nuôi cáo trong nhà. Chị chị em em, mắt trước, mắt sau em húp ngay chồng chị. Đăng phốt lên thì xấu mặt em, mà bỏ qua thì không bao giờ. Em quyết là sẽ làm cho ra nhẽ vụ này, để cho con bạn trà xanh và lão chồng mất nết sáng mắt. Mong mọi người cho em xin vài tiếp xử lý, tiểu tam nhanh gọn với ạ em xin cảm ơn trước. Nhiều hôm bắt gặp tâm sự của những bà cũng lấy chồng mà bị mẹ chồng chèn ép đủ kiểu. Tôi cứ thắc mắc mãi sao mấy bà phải nhẫn nhịn làm gì. Cứ như tôi đây nè, không vùng lên được thì lên kế hoạch tỉ mỉ, quậy một trận đục nước tới bến luôn. Người không vì mình là trời tru đất diệt mà. Tính đến thời điểm đó thì tôi đã về làm dâu ở căn nhà đấy được 7 năm rồi. Nhưng mà công sức của tôi trong gia đình nhà chồng thì không một ai ghi nhận thời gian chồng tôi làm ăn thất bát thậm chí là vỡ nợ một mình tôi đi làm để chăm lo cho cả gia đình anh rồi cùng chồng trang trải nợ nần khi đó tôi cũng vừa mới sinh bé gái đầu tiên chồng không có tiền người mẹ như tôi lại làm đêm làm hôm để nuôi con thế nhưng tất cả hy sinh của tôi ở nhà chồng đều không bù đắp được cho cái tội lớn đó là không đẻ được con trai để nối dõi tông đường mẹ chồng luôn khinh rẻ tôi coi tôi chẳng khác nào cái gai trong mắt cả khi tôi sinh được bé thứ hai khoảng 3 tháng, mẹ chồng dục tôi chữa tiếp Bà nói đẻ đi đẻ đến bao giờ có cháu trai nói dỗi thì thôi. Nhưng mà tôi thẳng thừng phản pháo rằng con không đẻ nữa mẹ ạ. Trai gái gì cũng là con mình, miễn sao chúng nó lớn lên khỏe mạnh, thành đạt là được. Chồng con cũng vừa trả hết nợ nần xong, bây giờ là lúc chúng con tập trung làm ăn và nuôi dạy con cái. Kể từ câu nói này, mẹ chồng ghét tôi ra mặt, rồi cho đến một ngày nọ, bà dẫn một cô gái lạ mặt về. Đứng giữa nhà, bà hùng hổ tuyên bố, đây mới là con dâu của nhà ta bởi nó đang mang cốt nhục của nhà này là con trai thế rồi bà chăm sóc cô ta như con gái còn nàng dâu danh chính ngôn thuận là tôi thì bị đối xử như con ở tôi cay đắng lắm hết lòng vì chồng vì gia đình nhà chồng cuối cùng tôi nhận được sự phản bội của họ chồng ngang nhiên ngoại tình lại có được sự hậu thuẫn của mẹ đẻ hỏi của nhà ai trắng trợn như thế không thế nhưng tôi nuốt nước mắt vào trong bình tĩnh nói với mẹ chồng thôi thì chuyện đã rồi con tôn trọng quyết định của mẹ có người thay con đẻ con trai cho nhà này kể cũng tốt cả nhà chồng sốc vì câu nói của tôi xong tôi kệ cũng chẳng giấu giếm chuyện này đi đến đâu tôi cũng kể chuyện mẹ chồng trước bồ nhí của con trai về nuôi thế là hàng xóm xung quanh bắt đầu dị nghị họ lắc đầu ngán ngẩm về sự tệ bạc của gia đình nhà chồng đặc biệt là mẹ chồng tôi bởi cả quá trình tôi hy sinh cho nhà chồng ai mà chẳng biết thế rồi chuyện đến tai bác trưởng họ ngày dỗ cụ vừa qua mẹ chồng tôi bị bắt ấy mắng xơi sơi là không coi trọng văn hóa gia đình quy tắc của dòng họ làm gì có chuyện mẹ chồng lại thông đồng với cái sai của con trai rước tình nhân của con trai về và đối xử với chính thức như con ở mẹ chồng tôi mất mặt lắm nhưng chẳng biết nói sao chồng tôi cũng bị mắng là hư hỏng đốn mạc còn cô gái kia cũng chẳng nhận được sự ưu ái của cả họ thế rồi cũng đến ngày bồ nhí của chồng tôi xin con mẹ chồng tôi mừng lắm cũng phải thôi, vì bà ấy đã chịu đựng nhiều dị nghị lườm quýt của mọi người trong những ngày qua để có được ngày hôm nay mà. Xong hôm mẹ chồng bế cháu từ bệnh viện về, tôi có làm năm mâm cơm mời họ hàng nhà chồng đến ăn. Cả ba người đó đều sốc vì không thể tin là tôi có thể cởi mở đến mức đấy. Mẹ chồng thì lại mừng như mở cờ trong bụng. Chắc bà nghĩ là như vậy cũng tốt, vẫn có cháu trai nói giỏi và vẫn có con ô là tôi trong nhà. Nhưng mà đến lúc này tôi mới hạ màn nè, tôi lên lầu lấy xuống một tập tài liệu rồi đợi đến khi cả nhà đang ăn vui vẻ thì mới lớn tiếng nhưng ngày vui con muốn cho cả nhà xem cái này đảm bảo là mọi người sẽ hào hứng lắm luôn nha mọi người biết gì không trong đó là hình ảnh quá khứ thác loạn của cô bồ nhí của chồng tôi song song đối đó là bằng chứng đứa bé kia không phải là cốt nhục của nhà này cô ta thực chất chỉ là loại gái hư hỏng ăn chơi ra sản phẩm rồi tìm chỗ đổ vỏ biết tin chấn động đấy xong thì mẹ chồng tôi cũng ngất luôn tại chỗ cả nhà phải xúm lại đưa bà ta đi bệnh viện còn tôi thì cứ ung dung lên phòng dọn hết đồ đạc của mình và cùng hai con về nhà đẻ từ hôm biết chuyện mẹ chồng rồi cả chồng đều xuống nước năn nỉ tôi tha thứ và quay về nhưng tôi nói không luôn có không giữ mất khỏi tìm cho bà mẹ chồng biết thế nào là lễ hội